Play to Earn chơi để kiếm tiền không phải là trào lưu mới xuất hiện, nhưng cho đến nay, các game Play to Earn vẫn thu hút sự chú ý của người chơi mong muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động. Chính vì sự hút không thể chối cãi mà các nhà phát triển cũng tích cực tung ra các trò chơi thú vị, bao gồm rất nhiều thể loại khác nhau, từ thu thập thẻ bài, nuôi thú ảo cho đến nhập vai. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, để bắt đầu chơi để kiếm tiền, người dùng thường phải đầu tư một khoản vốn nhất định. Điển hình như với Axie Infinity, tựa game Việt tiên phong cho trào lưu Play to Earn thế giới, yêu cầu người chơi mới phải mua 3 Axie, nhân vật NFT trong trò chơi của nền tảng, có thể có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn đô la, tùy thuộc vào độ hiếm và đặc điểm của chúng. May mắn là vẫn có những game Play to Earn không cần vốn để bạn khởi đầu sự nghiệp của mình. Nói cách khác, bạn không cần phải mua NFT để bắt đầu những trò chơi này. Như vậy, bạn có thể chơi game miễn phí như bình thường, nhưng lại có cơ hội kiếm tiền nhờ NFT và công nghệ blockchain. Ngay bây giờ, hãy cùng Minh Thùy tìm hiểu 5 tựa game Play to Earn không cần vốn khởi nghiệp để bắt đầu nhé! Top 1. Guild of Guardians. Guild of Guardians là một game Play to Earn theo thể loại nhập vai nhiều người chơi trên điện thoại di động, được xây dựng bởi công ty Stepico Game và được phát hành trên Immutable. Đây là nơi mà các game thủ sẽ xây dựng chính đội quân Guardian của riêng họ và hoàn thành nhiệm vụ để nhận được phần thưởng lớn. Người chơi cũng sẽ được toàn quyền sở hữu vật phẩm trong game từ chính những trải nghiệm chơi của mình. Guild of Guardians là sự kết hợp giữa game hành động nhập vai đậm chất chiến lược và được trang bị sẵn một nền kinh tế giao dịch trong game, giúp người chơi thuận tiện mua bán. Ngoài ra, quy tắc trò chơi rất chú trọng vào phục vụ cộng đồng và mong muốn sẽ giữ chân được người chơi lâu trong nhiều năm. Đặc biệt, Guild of Guardians được thiết kế mang tính bền vững và cho phép người dùng chơi miễn phí, đồng thời vẫn kiếm được những vật phẩm dưới dạng NFT và token gốc GOG. Top 2. God Unchained. God Unchained chính thức được giới thiệu vào tháng 10 năm 2021. Đây là một game sưu tầm thẻ bài Play to Earn, được coi là phiên bản blockchain của game thẻ bài trực tuyến nổi tiếng Hearthstone. God Unchained được xây dựng trên blockchain Ethereum và tích hợp NFT vào trong nền tảng của dự án, cho phép người chơi có quyền sở hữu hoàn toàn đối với tài sản trong game của họ. Không giống nhiều tựa game free-to-play khác, người chơi của God Unchained thực sự được sở hữu tài sản trong game của họ. Bạn có thể thu thập, xây dựng cũng như bán thẻ bài cho những người chơi khác mà không có sự hạn chế nào. Ngoài ra, nếu đăng ký tài khoản mới lần đầu tiên, người chơi sẽ nhận được gói thẻ bài miễn phí. Top 3. CryptoKitties. CryptoKitties ra mắt vào cuối năm 2017 và là một trong những game Play to Earn không cần vốn khởi nghiệp. Với CryptoKitties, bạn chỉ cần tìm kiếm, nhận nuôi, lai tạo, trao đổi mèo ảo để đổi lấy tiền thật. Mỗi con mèo trong game được xem như các NFT, độc nhất vô nhị và không thể sao chép. Đồng thời, chỉ có một người được sở hữu các con mèo này. Vì thế, sẽ không có con mèo thứ hai tương tự, càng không có ai có thể phá hủy hay chiếm đoạt con mèo của chủ sở hữu. Công nghệ mà CryptoKitties sử dụng là công nghệ blockchain dựa trên thuật toán di truyền, mang đến cho người chơi những trải nghiệm chân thật nhất về việc nuôi mèo dù là trên nền tảng điện tử. Người chơi cũng có thể lai tạo các giống mèo mới trên nền tảng này. Top 4. Crazy Defense Heroes. Crazy Defense Hero là game Play to Earn miễn phí thuộc thể loại chiến thuật, thủ thành quen thuộc. Có nhiều nét tương đồng với trò chơi kinh điển Kingdom Rush. Chỉ cần một chiếc smartphone là bạn đã có thể bắt đầu chơi mà không cần tốn phí ban đầu. Người chơi sẽ kết hợp các thẻ bài anh hùng, tháp chiến đấu, sử dụng phép thuật và trang bị đặt vào những vị trí hợp lý trên bản đồ để tiêu diệt toàn bộ những đàn quái vật hung ác đang tìm mọi cách để vượt qua hàng lũy phòng thủ của bạn. Kiếm tiền trong Crazy Defense Heroes sẽ có những điểm khác biệt so với nhiều tựa game Play to Earn khác. Cụ thể, nhà phát triển ra mắt các pool phần thưởng hàng tháng để người chơi tham gia tranh tài. Điều kiện tham gia mỗi pool khác nhau, nhưng về cơ bản chỉ yêu cầu tổng điểm kinh nghiệm mà người chơi đã kẻ cúc được. Tương đương với việc lên tới cấp độ bao nhiêu đều sẽ được nhận thưởng. Pool phần thưởng dưới dạng token TOWR sẽ được chia đều cho các game thủ đạt đủ điều kiện mà nhà phát triển đưa ra. Top 5. Chain Monster. Nếu bạn đang muốn tìm một tựa game Play to Earn miễn phí theo phong cách Pokemon, thì Chain Monster được đánh giá là một lựa chọn hoàn hảo. Chain Monster là tựa game nhập vai trực tuyến nhiều người tham gia. Game được phát hành bởi nhà phát triển B-Side Game và được tích hợp trên nền tảng Flow Blockchain. Giống như nhiều game nhập vai truyền thống, bạn sẽ nhập vai thành các quái vật cùng giao dịch kết hợp với các quái vật khác chiến đấu với đối thủ.
Ngoài những điểm cơ bản vốn có, chain Monster được xây dựng trên nền tảng Flow Blockchain sẽ giúp người dùng lưu trữ dễ dàng các dữ liệu trong game. Game được tăng cường tính an toàn và bảo mật, giúp tăng trải nghiệm người dùng. Thế giới game được thiết kế đa dạng với 8 hòn đảo mang những đặc điểm riêng biệt. Bạn sẽ được ứng dụng công nghệ quét hiện đại để truy lùng quái vật trong game. Điều này sẽ tạo cho bạn cảm giác thú vị khi trải nghiệm tựa game này. Trong tương lai, game Play to Earn sẽ dần trở thành xu hướng tất yếu, thôi thúc những game thủ truyền thống dịch chuyển sang. Nếu như trước đây chỉ có những game thủ chuyên nghiệp hoặc một số game thủ cày thuê kiếm được tiền thì giờ đây, những tựa game Play to Earn mở ra một thế giới mới, cho phép toàn bộ người chơi kiếm được tiền trong game. Và còn điều gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta có thể bắt đầu điều này hoàn toàn miễn phí? Tuy nhiên, nếu những ai đang muốn kiếm một khoản tiền thật lớn từ Play to Earn thì cần lưu ý rằng những tựa game này chỉ giúp bạn kiếm một nguồn thu nhập thụ động trong thời gian rảnh rỗi, vừa giải trí vừa kiếm được tiền, chứ không thể thay thế hoàn toàn một công việc toàn thời gian. Hy vọng video này đã giúp bạn hiểu hơn về 5 tựa game Play to Earn không cần vốn khởi nghiệp để bắt đầu. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.